Tướng hàng đầu của Nga đã tử trận tại Ukraine. Lực lượng phòng vệ Ukraine đã tiêu diệt thiếu tướng Nga Andriy Sukhovetsky trong trận chiến hồi đầu tuần này, theo các quan chức Ukraine và truyền thông Nga đưa tin. Cái chết của tướng Andriy 47 tuổi hiện chưa được làm rõ, nhưng tờ Prada được Điện Kremlin hậu thuẫn đã cho biết ông đã bị giết trong một chiến dịch đặc biệt ở Ukraine. Ông Putin tiếp tục giải thích Nga không có ý đồ xấu với nước láng giềng, tổng thống putin nói moscow không có ý đồ xấu với láng giềng và nhấn mạnh mọi hành động của moscow đều là để phản ứng với các động thái không thân thiện chống lại nga tôi nghĩ mọi người nên nghĩ về việc bình thường hóa quan hệ và hợp tác như bình thường với nga hãng tin sputnik dẫn lời ông putin nói về các biện pháp trừng phạt của mỹ và phương tây đối với nga ông putin cho biết nga sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kinh tế với các nước khác